lẩu thôi, đi hái rau à, Đi lấy cái hái rau mẹt ăn đấy, lẩu, đi phải hái hái rau ăn lẩu hết nha cả nhà. Rồi ơi, lát nữa hả, gần về chị em mình ăn gì nữa. bánh khọt Ok. bánh xèo à. À, trời ơi, Lại rau muống cả nhà biết sao không, ba rau đợt muống rồi đó, đợt này đợt chị xem nhìn nó kìa, nó không được rồi vui, nó không quá được tươi ha, nó nhưng không mà chắc vui, cũng nó không vui như mọi khi nó ok. tươi vui quá trời luôn, chuyến này là nó hơi Để buồn. giấy kéo đây. Ủa chị ăn bún măng vịt bún bún vịt nấu chao thì là không phải đi mua rau muống, mua mắc lắm mà ăn không được luôn á. Chứ mua ăn gì không ăn rau Thế chị ăn cái gì? có rau muống, nhưng mà ý chị nói là mua rau muống nó bán mắc á, năm sáu đồng một phao, nhưng mà về đâu có được cái như vậy đâu, có cái cọng suông ruột rồi phải hả hả, coi như là nó thôi không có ngon. Bởi vì sang năm chị trồng thùng giống em vậy nè, chị mua xong giờ chị Rồi trồng mua luôn, xong rồi sao ta, mình ăn chị không? ngâm, có nghĩa là chị giang trên cái đọt, chị cắt trên cái đọt chị ăn, xong rồi chị chừa cái cọng nào già chị ngâm vô nước, thấy nó ra rễ một hai rễ rồi đó, xong rồi mua đất mà potting mix á, hoặc là đất bình thường như vậy cũng được, xong rồi chị trồng nó vô, xong chị tưới phân cát. À, khi nó lớn chút xíu nó ra mầm, Cái này trồng chị tưới khô phân nè. cát rồi xuyên tưới cho nó ngày hai ba lần vậy đó Là có rồi ăn. là có rau muống ăn, Tưới phân cá là tưới bao nhiêu lâu? Hai chưa tuần, khoảng tuần, ba đúng tuần rồi, đi. 2 tới 3 tuần, Tưới mà có ghi ba lại tuần. sau khi chị thu hoạch rau chị phải tưới cho nó một xô vô để cho nó có sức á chị, không thôi là nó gọi là yếu. Chứ không có thích ăn. Tôi thích ăn, hoặc là chị bóc một nắm mà phân rau củ organic đó chị rắc dưới cái gốc cho nó cũng được, xong rồi chị nưa tưới tưới nước lên là nó vẫn tốt. Bữa hôm mà em hết phân cá em cũng rắc một cái nắm vậy đó, em rắc vô cho nó, thấy nó cũng lên tốt. Cái đợt thứ hai á chị, trời ơi, tốt ghê ha, cái đợt này là do lạnh nè nó mới vậy Đúng nè, rồi, chứ nếu không lạnh nó vẫn tốt. ba đợt luôn á. Ăn được 3 đợt vậy chị mua 2 3 bó về á chị, xong rồi cái trồng 3 4 thùng vậy nè, chị cũng Là ăn được ăn mấy tha đợt chứ. hồ luôn á, Ăn được người nhiều ta được. biết là chồng biết chồng từ cái hạt đó chẳng thôi chồng Ôi, hạt trồng khó hạt quá. chán lắm chị ơi, trồng cái cọng sẵn vậy nè, thấy chưa, em trồng ăn được 3 đợt Coi như là Dung Hà trồng rau muống là chỉ có để cho ba chị lên ăn thôi, lần nào lên cũng hái á. Lần nào lên chị em mình cũng được ăn. Vui, trời ơi, mình em ăn có bao nhiêu đâu chị, ăn chừng nhúng hết rồi, có mấy chị lên ăn phụ mới vui, trời ơi, ăn lẩu mấy chị em ăn đông Nhặt mới mấy vui. cái lá sấu lên. Đó, đúng rồi, trái đó. Đó, trái đó là perfect đó chị, đi đây 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 đây, qua đây nè. Đây có trái đằng trong đây nè. Ở trong. Trong đó chị thấy trong không? Đó, cái trái trong là hái được rồi, còn trái ngoài nó hơi nhỏ. Trời ơi, dễ thương quá, vậy chứ mà ăn ngon lắm á chị. Bữa hôm chị thủy về ăn chưa? Rồi, Ngon ngon. ha. Cái này chắc còn nhỏ. Đang còn nhỏ quá. Trời, bữa hôm nhiều lắm. Trời ơi, bữa hôm em hái gì đâu mà quá chừng em đi tặng từ thiện kìa. Đây 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 chị, trái này ăn được nè. Trái này thử ok. Trái này ok. Đó. Trời ơi, ok. Gió mà núp lụm lá chị, banh ra, banh ra. Banh ra xem có trái Thôi bây cái thôi thủy để em băng cho. Đó. Thêm trái, thêm trái. Đó, hai em. Trời ơi, mấy chị thu hoạch khoái lắm mà mình cũng khoái thu hoạch nữa. Mà như Đây. hôm nay là Nhung Hà làm camera man đó, hôm nay ông xã ở trong nhà rồi, hôm nay ông xã không ra góp vui ha, mọi mọi ngày là ông xã, chắc hôm nay ông xã mệt hết sao chị, không thấy ra góp vui, mọi ngày là xôn xao hết Cây khỉ gì mà nhà chị cũng hay có lắm nè. trơn. Dỗ chị, em À, biết cái đó đó. cái keo mà cái này nữa nè, cái cây màu đỏ, chị hái mấy cái lá như nè, vòng vòng chừa cái đọt lại, hái vòng vòng nó, xong rồi mình vô mình nhúng lẩu ăn ngon lắm á. Nó cũng giống như cải bẹ xanh vậy đó mà màu đỏ, Đâu rồi? nhà vô nhúng lẩu ăn đã luôn. Hái sát chút dưới chị, hái cọng luôn rồi, dưới sát chút xíu mình còn ăn cái cọng cho nó ngon, nó còn non á. Xong rồi còn ít bữa nó ra được lứa nữa em ăn nữa, em thích cái cải này nè chị, em nấu
nhiều lúc á chị ra hái cọng xong vô bỏ xíu dầu á, bỏ xíu bột nêm xong rồi đó, xong rồi ăn với quả trứng xong bữa đã lắm, em thích cái loại này nè. Ăn nó nhúng, ăn đã luôn. Trời ơi, Lan và bà hai một ít cải kheo nè, cải kheo nhúng lẩu ngon. Nhổ sát như vậy, bẻ cái lá bự. Ngon ha. Hai mấy cám mùng tươi. Hồi nãy chừa lại một mớ là mình hái mình nấu canh với lại ăn lẩu á. Bên đây được còn mấy lá. Mùa đông tới rồi buồn chưa. Không thôi nó còn ăn được mồng tươi vài lần, nhưng mà bây giờ mồng tươi đã hết rồi, hết mùa. Màu vàng nữa nè, màu vàng đủ các màu luôn, màu hồng nữa, quá ta lạ luôn. Ủa mùa xuân á nó lên thấy ham lắm chị. Lên cái cọng nó bự. Nó là lên đầu tiên. Dạ. Xong rồi cái tới cải cây. Cải cây xong rồi lấy cái kéo, chị có cầm theo này kéo không? Ờ là mình hái một ít ngò đó mình vô mình ăn, mình ăn cái gì đó, bánh khọt rồi đó. Đó đủ rồi á, cái gì đó. Chắc một mẹt như đây chắc đủ rồi chị ha. Đi qua hái mớ salad đặng mình vô lát mình ăn bánh cọt, với lại cắt một mớ ngò á chị. Cắt sắp xác dưới gốc á chị. Là cắt đúng rồi, cắt vậy đó. Thơm ha. Thơm ơi là thơm luôn. Coi chừng cắt tay chị. Cẩn thận cái cắt cái kéo nó bén vậy lắm, cắt luôn đặt cả cái thịt gà được luôn á. Nên chị cẩn thận cái tay. Kéo mẹ mua ở bên Việt Nam á chị. Nữa không? Nữa, thêm nữa đi. Cái bánh khọt có cái ngò này ngon lắm. Chị có hái một mớ lá tí tô nữa chị, bên kia kìa, tí tô Hàn Quốc á. Xong rồi đó, cây bự, hái cái lá, trời ơi, cái xà lách này ăn ngon lắm chị. Nó giòn, đã. Cuộn rồi, ôi ôi, nó nghe cạch cạch đã. Em khoái nhất là đi bẻ mấy cái lá xà lách nghe cạch 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 vậy đó. Nó ngon á. Ngon ha. Nghe sướng vào lỗ tai. Mà cái em thích cái xà lách này nhất nè, xong rồi tới xà lách đỏ xòe xòe kia, những cái bông. Mà xà lách này là em ưng nhất nè, em mà hay trồng á. Mà ở trên mấy cái chậu nó bự lắm rồi đó. Dạ, trên cái chậu này bữa hôm em cũng thu được một mớ cho xuống nhà cái Trang chơi á. Em cũng thu được mấy cây tặng. Bé Trang bao giờ đi về sinh? Đi rồi. Ủa? Dạ. Ừ. Chị em lại gặp nhau. Sướng lỗ tai. Đã chị ha, em khoái nhất là nghe hái xà lách nghe cạch cạch cạch, thích gì đâu. Mà bây giờ hình như em thấy nó hơi vàng vàng phải không chị? Có phải vàng không? Hay là nó non vậy ta? Không đâu. Chắc nó non vậy ha. Nó vẫn còn rất là giòn nè. Wow, đã chưa? Cái lá này bị con gì ăn nè. Đây chị Hiếu thêm hai lá này. Rồi đi qua bên kia hái một ít lá tía tô nè. Mình cuộn ăn cũng ngon lắm. Chị ở nhà có trồng này không? Có. Trồng toàn hái cho bà Thủy với bà Lan á. Nhiều lắm. Hai cây lận. Mà em tới mấy cây lận á. Mà của chị, trồ của em to lắm ha Thủy ha. Nó không có tè tè gì đâu. To to là sao? Nó cao, nó cao lên. Em cắt nó. Nó chưa kịp lớn em cắt rồi lấy gì to. Chị Hiếu mời ông xã ăn một miếng bánh bông lan cả nhà ơi. Cream. Đi đâu là gì à? Hả? Cái nhân là gì? Cái nhân là whipping cream. À, whipping cream. Không hỏi cái gì nữa. Trời ơi, cha. Wow. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Đã ha. Trời chị Hiếu khéo tay dữ trời. Đẹp dễ sợ đẹp luôn. Coi coi. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Cái đó kìa, ông đâu có ăn muỗng đâu chị. Mà nó không lấy cái gì đó luôn rồi. Nó kêu sát đi luôn rồi đấy.
Ăn cái đó với lại uống sữa là đúng luôn luôn. Trời ơi, khoái chưa? Kêu quýt xong sách đi luôn chị. Buồn cười quá. Lần sau thì cho ông ăn cái bánh kia. Dạ, kem của chị Hiếu làm nha. Nó. Kìa, vào đây nè, vào đây tự lấy nha. Đó, qua lấy đi. Dạ, bỏ đi. Mắc cỡ, mắc cỡ đó. Mắc cỡ đó. Ủa nó hỏi, ủa đâu rồi, không thấy. Ngay cái chân kia. Nó không thấy ta ơi. Thấy cái chân đó. Nó nói đâu tội không, để bỏ ngay cái tô cho nó nè. Đây nè con. Đó, vô đây, rồi lấy đi. Rồi, vô chén rồi đó. Vừa không thấy đó. Đó. Thấy chưa? Ừ, đó, anh thử đó. Chưa. Thấy chưa? Chưa thấy. Chứ nó đang làm gì nữa, nó ăn thôi. Thôi chứ nó chưa tới. Nó nếm bà, nếm thử coi có ăn được hay không nữa. Đồ cũng gớm chứ bộ. Ừ, nó nếm kìa, nó nếm kìa chị. Nó nếm thử, bà thấy không? Nó gắt luôn, nó nếm sao nó gắt. Nó nếm sao nó gắt quá chị. Dữ dằn thiệt, cái chích trà ghê thật. Ừ. Nếm là được rồi. Đó, ăn kìa. Ôi, nó ăn ngon lành luôn kìa chị. Trời ơi, dữ dằn chưa. Ồ, nó phỉ này. Đâu phải là đưa lên cái này không thì đâu có phỉ. Con người ta cũng... Đó hả? Lấy cái... Nếu mà ngon lên tiếng đi. Chiếc à. Dạ. Dạ, đào quảng trời ghê chưa. Nó lên tiếng đó phải không? Có hôn dễ sợ cái phụ giỡn đó. Có thấy không? Nó lên tiếng đó. Nếu mà ngon lên tiếng đi. Yeah. Yeah. À, anh chàng nam, một cái bánh lăng và một tô bún đó.